Xin chào các bạn, nếu các bạn lần đầu tiên xem video hướng dẫn cắt giảm nào đó trên kênh của mình thì mời cho mình nút like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người giảm nào đó đến từ BD NFT và Westlet. Giảm này thì mọi người chia phôi giả thưởng là 300.000 USDT, hình như là NFT thì phải. Để tham gia dự án Airdrop này thì mọi người sẽ follow link dưới phần mô tả cho mình, sẽ hoàn thành các nhiệm vụ trên biểu mẫu golem.io. Ở đây mọi người sẽ follow Twitter, like và retweet tất cả các kênh Twitter cho mình nhé. Bấm follow tất cả các kênh Twitter này. Bấm follow cho mình. Bấm theo dõi cho mình nhé. Sau đó kéo xuống bài đăng, mọi người sẽ like và retweet lại bài đăng này luôn. Ok, tiếp tục quay trở lại Eros. Tích vào con tin. Tiếp theo follow kênh Twitter này. Rồi bấm theo dõi cho mình. Ok. Bấm like, retweet lại bài đăng luôn. Ok, tiếp theo con follow kênh Twitter này luôn cho mình. Bấm theo dõi. Ok. Rồi. Sau đó quay trở lại, tích vào con tin luôn. Tiếp đến là các bạn retweet lại bài đăng này. À, để mình retweet hết rồi nhá. Tích vào con tin. Retweet là bài post này. Bài đăng nào chưa retweet thì mọi người retweet nhá. Còn bài nào retweet rồi thôi mọi người bỏ qua. Rồi tiếp theo các bạn giao vào kênh group tên Telegram và kênh channel Telegram cho mình. Giao vào tất cả kênh Telegram. Và đây bấm tham gia kênh này. Rồi sau đó mọi người thấy chat mình từ đây nhá. À để mọi người tích về tôi không phải là người máy này. Đấy, mọi người tích vào cái dòng chữ đấy nhá. Rồi chat cho mình từ đây. Ok, tiếp tục quay trở lại tích vào con tin luôn. Tiếp theo giao vào kênh Telegram này. Bấm tham gia kênh, đồng thời cũng chat cho mình từ đây. Kênh này thì nó không bắt buộc mọi người phải xác minh. Rồi quay trở lại tích vào con tin. Ok. Địa chỉ ví mọi người sao chép địa chỉ ví mạng lưới BSC của mọi người ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask nhé. Rồi vào đây các bạn sao chép lại địa chỉ ví của mọi người. Sau đó quay trở lại Eros, các bạn sẽ gửi địa chỉ ví vào đây. Ok, bấm vào con tin để hoàn thành nhiệm vụ. Và cuối cùng ở đây mọi người sẽ có một clean reset để mọi người giới thiệu bạn bè và người thân mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video. Bro mình hướng dẫn mọi người dự án này đến từ Music NFT. Dự án này dành cho tất cả mọi người tham gia nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.